Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 18 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 81% kế hoạch năm 2022. Tuyên Quang nằm trong nhóm tỉnh có kết quả giải ngân khá cao của cả nước. Triển lãm ảnh chuyên đề Thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Trong phần tin quốc tế, người dân Mỹ xếp hàng dài tiêm vaccine đậu mùa khỉ. Độc đáo cuộc thi đấu gậy trên sông tại Đức. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, sáng nay đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Phúc Ứng bày tỏ phấn khởi về sự thành công của kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19. Kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2022. Các cử tri đã kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về giải quyết vướng mắc trong giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, vấn đề ô nhiễm môi trường. Tiếp thu các ý kiến của cử tri, lãnh đạo xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương và các đơn vị liên quan đã làm rõ một số nội dung kiến nghị. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Hưng Vượng đã trao đổi làm rõ thêm những vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời đề nghị chính quyền và các ngành chức năng huyện Sơn Dương, xã Phúc Ứng tiếp thu giải quyết dứt điểm những vướng mắc phát sinh từ cơ sở đã được cử tri phản ánh. Những ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền, đề nghị tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh để chuyển đến các ban ngành chức năng xem xét giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích của cử tri. Tại xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn trong sáng nay, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông tin với cử tri xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn về kết quả kỳ họp, các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Thông tin về kết quả giải quyết một số kiến nghị của cử tri xã Kiến Thiết. Cử tri của xã đã bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh một số nội dung liên quan đến việc đẩy nhanh tiến độ giao đất đối với các diện tích đất mà công ty lâm nghiệp trả lại cho dân, làm mới sửa chữa một số tuyến đường liên thôn liên xã, xây dựng cầu, nhà văn hóa, nâng cấp, đầu tư xây dựng hệ thống đường điện, hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đào tạo lao động. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Thị Minh Xuân đã trao đổi làm rõ những băn khoăn vướng mắc của cử tri. Ngoài những ý kiến thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo địa phương trả lời trực tiếp, các ý kiến kiến nghị còn lại sẽ được tiếp thu tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đồng chí cũng mong muốn cử tri xã sẽ tiếp tục đóng góp những tâm tư nguyện vọng đối với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian tới. Sáng nay, đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường An Tường, thành phố Tuyên Quang. Các cử tri phường An Tường đã kiến nghị đến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh các vấn đề về sớm cấp kinh phí hỗ trợ theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và cấp quỹ đất để triển khai xây dựng nhà văn hóa. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến việc cấp quyền sử dụng đất, xây dựng chỉnh trang các tuyến đường còn nhiều bất cập gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thư Thành ủy Tuyên Quang Tạ Đức Tuyên ghi nhận tiếp thu các ý kiến phản ánh của các cử tri và khẳng định quan điểm của tỉnh là luôn lắng nghe ý kiến đóng góp chính đáng của cử tri để kịp thời điều chỉnh các chính sách cho phù hợp. Đồng chí mong muốn cử tri tích cực tham gia giám sát cộng đồng, chia sẻ với nhà nước, chính quyền địa phương từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Các ý kiến kiến nghị khác không thuộc thẩm quyền sẽ được tiếp thu và tổng hợp để chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho người dân. Cũng trong sáng nay, đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương. Nhiều vấn đề đã được cử tri xã quan tâm như sửa chữa tuyến đường từ xã Vĩnh Lợi đi xã Cấp Tiến bị ảnh hưởng do mưa bão và tuyến đường DT186 và một số tuyến đường qua địa bàn đã xuống cấp. Giữ gìn và phát huy các tiêu chí nông thôn mới, biện pháp để xử lý rác thải nông thôn. Tiếp thu các kiến nghị của cử tri, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương khẳng định các ý kiến của nhân dân đều chính đáng với mong muốn phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như thay đổi diện mạo của địa phương. Các ý kiến sẽ được tổng hợp gửi các cơ quan có thẩm quyền trả lời theo quy định trong thời gian sớm nhất. Chiều nay, đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 tại xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên.
nâng cấp tuyến đường DH07 và DT189 từ Tân Thành đi Phù Lưu đang xuống cấp. Việc triển khai nghị quyết 03 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 còn chậm. Mong muốn đầu tư xây dựng trạm y tế xã đã xuống cấp để đảm bảo việc khám chữa bệnh ban đầu cho người dân là những ý kiến đa số cử tri xã Phù Lưu quan tâm tại buổi tiếp xúc. Lãnh đạo huyện Hàm Yên đã giải đáp làm rõ một số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Tiếp thu và làm rõ thêm các kiến nghị của cử tri, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Thị Thanh Trà đề nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng giải quyết nhanh chóng, hợp lý những ý kiến được cử tri phản ánh. Với nội dung không thuộc thẩm quyền được tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà gia đình người có công với cách mạng tại huyện Chiêm Hóa. Đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Quất, mẹ liệt sĩ Phạm Văn Hoa, tổ Vĩnh Quý, thị trấn Vĩnh Lộc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Minh Xuân đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn trong sáng nay. Đến thăm và tặng quà gia đình ông Ma Ngọc Luyến, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tỷ lệ 41% ở thôn Đô Thượng Ba, và ông Khổng Minh Thanh ở thôn Chợ, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Thị Thanh Trà đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của các gia đình, động viên các gia đình tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, cùng bà con lối xóm làm giàu cho quê hương đất nước, phát huy truyền thống gia đình cách mạng, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Xuân Vân nói riêng và huyện Yên Sơn nói chung cần tiếp tục quan tâm, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhiều hơn nữa để bù đắp phần nào những mất mát, hy sinh của các gia đình vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thời gian qua các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống tinh thần, kịp thời động viên các gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống. Hôm nay trong ngôi nhà của ông Dương Quốc Chiến, thương binh hạng 2/4 ở tổ 8, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, đông vui hơn mọi ngày bởi sự có mặt của các đoàn viên thanh niên trong phường. Được các đoàn viên thanh niên trong phường đến giúp đỡ, động viên, thăm hỏi đã giúp gia đình ông thêm động lực để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Bản thân tôi rất vui khi các cháu nhớ được những người đã đi trước, những người như quân nhân như chúng tôi, lực lượng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Mong các cháu luôn luôn phát huy giữ vững truyền thống của nhân dân Việt Nam anh hùng. Thì thông qua các cái hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chúng tôi nhằm giáo dục cho tuổi trẻ của phường cái sự hy sinh, cống hiến của thế hệ cha anh đã giành độc lập tự do cho dân tộc, để thế hệ đoàn viên thanh niên chúng tôi sẽ có những hành động thiết thực hơn nữa nhằm góp phần thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa tại địa phương. Xác định việc chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ là một hoạt động nhân đạo nghĩa tình, là nét đẹp trong cuộc sống cộng đồng. Chính vì vậy, các địa phương luôn chú trọng tới các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Các tổ chức đoàn thể đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng. Các hoạt động như hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn khoa học kỹ thuật đã giúp cho nhiều gia đình chính sách vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt những lời thăm hỏi ân cần, những món quà nghĩa tình chính là nguồn động viên rất lớn đối với các gia đình chính sách. Hội nữ chúng tôi tổ chức những cái hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách và hỗ trợ làm những việc ví dụ vườn tược, dọn dẹp nhà cửa. Qua đó giáo dục truyền thống đến cán bộ hội viên phụ nữ làm sao mà mình thể hiện được cái tình cảm và cái tri ân đối với những gia đình chính sách nhân dịp ngày 27 tháng 7.
việc quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách của các địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc và trân trọng với những người con của quê hương đã anh dũng hy sinh, đóng góp xương máu vì độc lập tự do của dân tộc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thể tiếp cận được gói hỗ trợ lãi suất 2% cho 11 nhóm ngành và lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi Covid-19 vì vướng nhiều thủ tục. Người dân Mỹ xếp hàng dài tiêm vaccine đậu mùa khỉ. Sáng nay tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Ban quản lý khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tỉnh An Giang đã tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề Thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Tại khu lưu niệm các vị tiền bối cách mạng khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, triển lãm trưng bày 80 hình ảnh, tư liệu hiện vật và tài liệu khoa học, ấn phẩm, khắc họa về thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhằm giúp cho khách tham quan, nhân dân trong và ngoài tỉnh Tuyên Quang hiểu biết sâu sắc hơn về những công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Qua đó giúp cho thế hệ trẻ học tập, làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tự hào về lịch sử truyền thống yêu nước hào hùng của dân tộc Việt Nam. Đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh An Giang, 134 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nguồn vốn đầu tư công được đầu tư tập trung vào xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, thu hút đầu tư tư nhân trong nước và nước ngoài, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng phúc lợi xã hội. Vì vậy, việc giải ngân vốn đầu tư công là giải pháp tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nguồn vốn được giải ngân của tỉnh Tuyên Quang mới chỉ đạt trên 31% kế hoạch. Điều này đòi hỏi các chủ đầu tư cần tiếp tục rà soát kỹ và có biện pháp mạnh hơn trong thực hiện nhiệm vụ này. Trong tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã thành lập tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng. Tại mỗi địa phương, đoàn kiểm tra đã kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, chấn chỉnh các chủ đầu tư, nhà thầu buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong quản lý, điều hành, làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Qua kiểm tra cũng nhận thấy, đa số các dự án trong nửa đầu của năm đều gặp khó khăn do thời tiết diễn biến thất thường, giải phóng mặt bằng còn chậm, giá vật tư tăng cao. Trong năm 2021 thì huyện Yên Sơn triển khai khởi công 14 công trình từ nguồn vốn hoạch đầu tư công của tỉnh với tổng mức kinh phí thực hiện là 192 tỷ đồng. Thì đến thời điểm hiện tại thì cơ bản các công trình đều thi công đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên còn một số công trình còn bị chậm lý do khó khăn vướng mắc là do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Thứ hai nữa là tình thời tiết có mưa nhiều và nữa là cái nguyên nhân về cái biến động giá nhiên vật liệu. Huyện Sơn Dương đang dẫn đầu tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 đạt trên 60%. Nhiều dự án công trình được triển khai xây dựng, hoàn thành khối lượng lớn. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công từng đồng chí ủy viên chịu trách nhiệm từng việc cụ thể như giải phóng mặt bằng, đôn đốc thi công, kiểm tra, giám sát. Với cách làm này, huyện đã phát huy được sức mạnh tập thể trong giải quyết việc chung và cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Huyện cũng đã có rất nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào mấy nhiệm vụ. Thứ nhất là xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, có lộ trình, thời gian đối với từng công trình dự án để làm căn cứ để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và thực hiện theo đúng cái lộ trình đã đề ra. Cái thứ hai nữa là huyện thực hiện cái việc mà chỉ đạo các cơ quan đơn vị đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, rồi là tháo gỡ khó khăn để giải phóng mặt bằng, sớm khởi công các công trình khởi công mới năm 2022. Thứ ba nữa là đôn đốc các nhà thầu tập trung cái máy móc thiết bị, nguyên vật liệu để tranh thủ cái thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công theo cái hợp đồng đã ký kết cũng như là cái tiến độ đã đề ra đối với từng công trình dự án. Đến ngày 10 tháng 7, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công đạt 31% kế hoạch năm 2022, nằm trong nhóm tỉnh có kết quả giải ngân khá cao của cả nước. Tuy nhiên, để đạt kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công gần 4.000 tỷ đồng và nguồn vốn của 3 chương trình mục tiêu quốc gia khoảng 900 tỷ đồng, đòi hỏi phải tiếp tục rà soát các dự án có giải pháp mạnh hơn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.
qua đó cũng là cam kết của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh vừa qua. Tập trung cao độ kiểm tra đôn đốc tiến độ các công trình dự án, đặc biệt là các công trình trọng điểm. Trong đó khẩn trương thực hiện các cơ chế chính sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhất là về thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, trong đó đẩy mạnh phân cấp phân quyền. Tiếp tục rà soát, tham mưu để Ủy ban dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án để giải ngân nhanh nhất và hiệu quả nhất, và đề nghị đề cao cái trách nhiệm người đứng đầu, cụ thể là giám đốc các sở ngành, chủ tịch Ủy ban dân các huyện thành phố về kết quả giải ngân và hiệu quả đầu tư các dự án và chịu trách nhiệm trước Ủy ban dân tỉnh về các cái kết quả đầu tư các cái dự án này. Nguồn vốn đầu tư công được đầu tư tập trung vào xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, thu hút đầu tư tư nhân trong nước và nước ngoài, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng phúc lợi xã hội. Để hấp thụ nguồn vốn hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sẽ cần những giải pháp cụ thể như việc có phương án giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, cập nhật biến động giá nguyên vật liệu, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi không đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo từng mốc thời gian cụ thể, xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Những năm qua, các cấp công đoàn cơ sở đã thường xuyên quan tâm, chăm lo tới đời sống và phát huy vai trò trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cán bộ công nhân viên chức lao động, từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi để người lao động yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công đoàn Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Viên Châu được đánh giá là một trong những tổ chức công đoàn cơ sở hoạt động có hiệu quả. Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, công đoàn công ty đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy nội lực của lao động để vươn lên làm chủ các thiết bị công nghệ hiện đại, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống của người lao động. Đồng thời quan tâm chăm lo đến đời sống của người lao động để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với công ty. Công đoàn công ty cũng đặc biệt quan tâm đến phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hàng năm thì ban chấp hành công đoàn phối hợp với đoàn thanh niên và các tổ chức khác phát động phong trào thi đua để khích lệ, động viên người lao động hăng say công tác. Hiện nay toàn tỉnh có trên 40.000 công nhân viên chức lao động đang sinh hoạt ở gần 1.000 tổ chức công đoàn cơ sở. Để hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng có hiệu quả, các cấp công đoàn thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống của cán bộ công nhân lao động trong đơn vị thông qua việc đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Tích cực động viên công nhân viên chức lao động phát huy sáng tạo trong lao động sản xuất, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Liên đoàn thành phố thì cũng đã thường xuyên chỉ đạo các công đoàn cơ sở thường xuyên rà soát các cái công nhân, các gia đình công nhân mà có hoàn cảnh khó khăn, con em hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời. Thì qua đó cũng đã cái cầu nối giữa công đoàn và các đoàn viên cũng đã tạo được điều kiện cho đoàn viên công đoàn phấn khởi trong cái hăng say lao động trong các cái cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn gắn kết các hoạt động với phong trào công nhân viên chức lao động, các cấp công đoàn cơ sở đã và đang là điểm tựa để đoàn viên công đoàn phấn đấu vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển của đơn vị trong thời kỳ đổi mới. Lầy lội khi mưa gió, bụi bặm khi trời nắng, mặt đường bị hư hỏng xuống cấp, có nhiều đoạn có rất nhiều vết sụt lún gây khó khăn cho người dân lưu thông qua tuyến đường liên xã Bình Yên Lương Thiện, huyện Sơn Dương. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự. Dọc theo tuyến đường DT185 từ Sơn Dương đi Lương Thiện, đoạn qua địa bàn xã Bình Yên hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Không khó để nhận ra những hư hỏng xuống cấp của mặt đường. Chi chít các vết sụt lún, lồi lõm, ổ gà, ổ voi, thậm chí nhiều đoạn đã bay hết mặt đường nhựa, chỉ còn trơ lại nền đất. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân trên tuyến đường, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Dân đi lại rất là khó khăn. Bây giờ trời nắng còn được, nhưng mà đến lúc trời mưa thì nó thực sự một câu là người lớn đi còn vất, trẻ nhỏ đi học rất là vất vả.
Rất là mong muốn là các chính quyền xây dựng lại con đường để cho nhân dân đi lại. Tuyến đường này cũng xây dựng được nhiều năm rồi, bây giờ nó xuống cấp quá rồi. Con cháu đi lại, bà con nông dân đi lại là rất khó khăn vất vả. Bây giờ tôi cũng rất mong muốn là chính quyền mọi cái là có tạo điều kiện là để sửa chữa nâng cấp con đường này lại. Tuyến đường xuống cấp và ngày càng hư hỏng khiến việc tham gia giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân trên tuyến đường này đang bị ảnh hưởng, gặp nhiều khó khăn. Việc khẩn trương khắc phục tình trạng trên sẽ giúp việc đi lại của nhân dân thuận tiện hơn và góp phần giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Tin trong nước. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 tháng từ khi Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư 03 năm 2022 hướng dẫn việc thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% cho 11 nhóm ngành và lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cho đến nay thì nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thể tiếp cận được vì vướng mắc nhiều thủ tục. Doanh nghiệp này cho biết thường xuyên phải vay vốn ngắn hạn cho sản xuất với mức khoảng 10% trên năm. Nếu được giảm 2% lãi suất như gói hỗ trợ của chính phủ thì doanh nghiệp sẽ giảm được khoảng 25% chi phí lãi suất, một con số không nhỏ. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn chưa tiếp cận được. Doanh nghiệp rất là mong muốn được tiếp cận với lại cái gói hỗ trợ tín dụng này và cũng đã tương tác với bên đối tác bên ngân hàng thì cũng được trả lời là bên ngân hàng họ cũng muốn hỗ trợ để cho các doanh nghiệp có thể có bước phát triển tốt, nhưng mà đến giờ thì họ cũng chưa có được một cái thông tin hướng dẫn cụ thể nào để có thể hỗ trợ doanh nghiệp. Rất nhiều doanh nghiệp khác của thành phố Hồ Chí Minh cũng đang ngóng gói giảm lãi suất nhưng nắng hạn trời mưa. Theo các doanh nghiệp, trở ngại lớn nhất khi tiếp cận gói này vẫn là việc đáp ứng điều kiện của ngân hàng. Vì vậy, các doanh nghiệp mong muốn sớm được hướng dẫn cụ thể để hoàn thiện hồ sơ. Tôi vẫn nói hoài cái vấn đề là các cái chính sách thì mình không nên để có cái độ trễ, mà các chính sách thì phải được các bộ ngành là cùng tham gia, cùng giải quyết ở trong cái điều kiện nhanh nhất để cho doanh nghiệp được thụ hưởng các chính sách, thì từ đó gỡ đi bớt một phần khó khăn cho doanh nghiệp. Gói hỗ trợ 2% lãi suất trị giá 40.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước sẽ được hỗ trợ cho các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ tháng 1 năm 2022 cho đến hết năm 2023. Ngay sau khi có Nghị định 31 của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã nhanh chóng ban hành thông tư 03 hướng dẫn thực hiện. Việc xác định rõ đối tượng thụ hưởng lần này sẽ hướng dòng vốn vào lĩnh vực ưu tiên, giải quyết công ăn việc làm những ngành nghề bị giảm sâu bởi dịch bệnh. Vấn đề còn lại chính là sự chủ động quyết liệt từ các ngân hàng thương mại để tháo gỡ vướng mắc, đưa vốn tới tay doanh nghiệp. Làm phải rất chặt chẽ, làm phải rất rõ ràng, công khai, minh bạch và phải có sự giám sát một cách rất chặt chẽ. Bản thân từng ngân hàng thương mại phải giám sát và có sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng nữa để làm sao cho nó đúng đối tượng. Thế chính vì thế cho nên các ngân hàng thương mại phải có cái quy chế nội bộ ban hành hướng dẫn cho các đơn vị trong toàn ngành để triển khai. Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định gói hỗ trợ 2% là chính sách lớn để khôi phục hoạt động sản xuất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã để vực dậy nền kinh tế. Vì vậy các ngân hàng phải có trách nhiệm để nhanh việc triển khai. Thậm chí ngân hàng có thể phải ứng trước 2% lãi suất cho doanh nghiệp trước khi ngân sách trả lại để doanh nghiệp có lực vượt qua giai đoạn khó khăn. Tin quốc tế, 5 nhân vật chạy đua vào vị trí Thủ tướng Anh đã có cuộc tranh luận gay cấn trên truyền hình nước này do không có nhân vật nào thể hiện được mình là ứng cử viên sáng giá để thay Thủ tướng Boris Johnson. Cuộc đua hiện nay vẫn tiếp tục khó đoán định. Một trong 5 ứng cử viên chạy đua vào vị trí Thủ tướng Anh sẽ bị loại trong cuộc bỏ phiếu của các nghị sĩ đảng bảo thủ vào tối ngày 18 tháng 7. Cuộc bỏ phiếu chung sẽ chỉ còn lại 2 người. 5 ứng cử viên đã đưa ra kế hoạch của mình trong cuộc tranh luận trên truyền hình kéo dài 1 giờ. Những vấn đề được người dân quan tâm đó là xung đột về cắt giảm thuế, Brexit, quyền chuyển đổi và lòng tin của công chúng. Ai trở thành Thủ tướng Anh tới đây sẽ phải xử lý vấn đề về lạm phát tăng cao, kinh tế tăng trưởng chậm, cũng như lòng tin của dân chúng với chính trị giảm. Cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đảng bảo thủ cầm quyền, đồng thời là Thủ tướng Anh, đã được khởi động sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo từ chức. Người dân tại thành phố New York, Mỹ đã phải xếp hàng dài để chờ tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ, trong bối cảnh thành phố này đang là tâm điểm của đợt bùng phát dịch đậu mùa khỉ. Những người xếp hàng cảm thấy may mắn vì đã đặt được lịch tiêm hôm 17 tháng 7 ở trung tâm tiêm chủng tại trường trung học ở Brooklyn, trong bối cảnh New York đang thiếu vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ. Hôm 15 tháng 7,
9.200 suất đặt trước có trên trang web của thành phố đã hết sạch sau 7 phút mở bán. 3 ngày trước đó, lượng người truy cập quá đông khiến trang web bị sập. Thành phố với hơn 8 triệu dân chứng kiến số ca bệnh đậu mùa khỉ tăng cao vào tuần trước, với 461 trường hợp được ghi nhận hôm 15 tháng 7. New York đã tiêm hoặc lên lịch cho 21.500 người và hứa sẽ đẩy nhanh lên 30.000 mũi tiêm cho toàn tiểu bang. Tuy vậy, Ủy viên Y tế thành phố Vasa hôm 17 tháng 7 cho biết New York cần thêm hàng chục nghìn liều vaccine phòng đậu mùa khỉ. Tại Đức đang diễn ra lễ hội độc đáo, đó là cuộc thi đấu gậy trên sông sôi động. Hàng trăm người dân của nước này đã đổ về hồ Semper để tham dự lễ hội đấu gậy độc đáo có từ lâu đời. Tại hồ Starnberg ở Bavaria, nước Đức, hàng trăm người đã có mặt từ sớm để theo dõi cuộc thi đấu gậy, đi tìm vua ngư dân đã có tuổi đời hơn 500 năm. Tham dự cuộc thi năm nay có 35 thí sinh đến từ khắp nơi trên nước Đức với trang phục ngư dân sặc sỡ, tay cầm những chiếc gậy dài. Người chơi đứng trên thuyền, dùng gậy để đẩy nhau xuống nước, ngay sau có hiệu lệnh. Người chiến thắng là người trụ lại trên thuyền mà không bị rơi xuống nước. Những tiếng hô hào, những tràng pháo tay cổ vũ hay những nụ cười rạng rỡ của thí sinh không may bị rớt xuống nước đã phần nào xua đi những ngày hè oi ả tại đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai và chuyên mục khuyến nông Tuyên Quang.